mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Người xây dựng thương hiệu xóm gạo lứt. Ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, có một làng mà ở đó nhiều người ăn gạo lứt theo thực dưỡng. Nhiều người tự chữa lành bệnh nan y và nhiều người nổi tiếng trong giới thực dưỡng. Làng này thuộc xã Thanh Tuyền, bất kỳ dân thực dưỡng nào trong nước cũng đều biết đến. Và bất kỳ ai tìm hiểu về thực dưỡng cũng tìm đến đây. Mọi người gọi làng này bằng cái tên thân tình là xóm gạo lứt. Thế nhưng ít ai lưu tâm việc người đầu tiên mang phương pháp này về đây là ai. Anh Trần Thanh Phong sinh năm 1969, mang thực dưỡng về đây từ năm 1986. Anh Trần Thanh Phong không may mắn như những đứa trẻ khác. Lúc sinh ra, mẹ mất sữa vì bị bệnh. Anh phải bú sữa ngoài nên cơ thể eo uột. Đến lúc 6 tuổi thì mẹ mất, cơ thể không được khỏe mạnh kéo theo anh thường xuyên bị bệnh. Mỗi lần bị bệnh, anh rất buồn và rất sợ chết. Anh thấm thía cái chết của mẹ không ai dạy, nhưng anh luôn cầu trời xin đất cho anh được sống. Lớn hơn một chút, anh nguyện ai mà chữa hết bệnh cho anh sẽ theo suốt đời. Lúc này cứ vài tuần là anh phải nhập viện. Anh thường xuyên đau bụng, ăn không tiêu, đầy hơi. Mỗi lần ăn vào làm mệt, khó thở. Anh hay bị nổi mề đay, nổi thành mạng lớn, nổi ở bụng thì nguyên cả bụng, nổi ở má thì nguyên cả má, ngứa kinh khủng, càng gãi càng ngứa, chạm nước càng ngứa, anh thường bị nhức đầu. Anh nói do lúc đó ăn đường và trái cây rất nhiều. Thời đó xứ anh trồng mía nên trong nhà lúc nào cũng có đường. Hai loại thực phẩm thịnh âm này làm gan nóng, gây nổi mề đay, gây nhức đầu và ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa. Có lần anh bị sốt xuất huyết mém chết, anh còn bị viêm amidan, gây khó thở do đờm nhiều nên bệnh viện đã cắt bỏ nó. Bây giờ anh tiếc nếu biết thực dưỡng sớm thì đâu phải cắt bỏ amidan. Năm 1986, anh gặp được quyển sách ăn uống và sức khỏe của bác sĩ Lê Minh. Quyển sách hướng dẫn khá là tỉ mỉ cách ăn gạo lứt theo phương pháp thực dưỡng. Anh bắt đầu ăn gạo lứt theo hướng dẫn của sách. Lúc đó anh bước vào tuổi 17. Anh ăn theo số 7, nghĩa là chỉ ăn gạo lứt với muối mè và uống ít nước. Hết tháng đầu tiên thì chứng nổi mề đay cũng hết theo. Các chứng còn lại biến mất luôn sau 3 tháng ăn theo số 7. Sau đó anh ăn thêm chút ít rau nấu chín. Từ đó cho đến giờ đã 30 năm rồi, anh không hề uống thuốc, dù là thuốc đông y hay thuốc tây. Lúc đó dù chỉ ăn cơm với muối mè nhưng anh ăn rất ngon miệng và ăn nhiều. Mỗi bữa anh ăn hết một lon gạo. Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm, thấy ăn ngon nên ăn nhiều, bụng no rồi vẫn còn ăn, làm cho anh khó thở. Sau đó rút kinh nghiệm không ăn no nữa, nên người dễ chịu, càng khỏe ra. Anh cảm thấy sức khỏe tràn trề, thích làm việc, thích đọc sách. Công việc làm nông không phải là nhẹ, nhưng anh không thấy mệt và thấy muốn làm suốt, trong khi đó mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng. Lúc trước anh rất sợ con đĩa, con sâu, đặc biệt sợ ma. Nhưng sau một thời gian ăn gạo lứt, anh không còn sợ thứ gì nữa. Trước đây anh rất ngại tiếp xúc với người khác, nhất là người lạ. Bây giờ tự tin tiếp xúc với mọi người. Sau khi hết bệnh, anh tập trung nghiên cứu và đọc sách báo thực dưỡng. Tất cả những quyển sách của tiên sinh dịch ra tiếng Việt anh đã đọc hết. Có những câu trong sách phải cần nhiều năm qua thực hành, qua suy nghiệm mới hiểu được. Bây giờ anh xem sách vở là món ăn tinh thần. Một món ăn tinh thần nữa là gặp gỡ bạn bè để trao đổi kinh nghiệm thực dưỡng. Anh nói nếu chịu khó đọc sách và nghiên cứu thấu đáo thì không bao giờ bỏ thực dưỡng. Đọc sách cho ta hiểu được cơ sở lý luận của phương pháp này. Thực hành mà không lý thuyết là mù quáng. Phải nghiên cứu để củng cố niềm tin đi trên con đường thực dưỡng. Anh làm đúng theo ước nguyện. Sau khi hết bệnh và sức khỏe được tăng cường, anh cố gắng hướng dẫn cho những người thân và người trong xóm ăn gạo lứt để tiêu trừ bệnh và xây dựng sức khỏe. Nhiều người thoát khỏi bệnh đang y như bà Tư Quán hết bệnh ung thư tử cung, bà Hai To hết suy thận, bà Sáu Đàn hết bệnh trầm cảm. Đến lượt những người này hướng dẫn cho người khác, rồi những người khác hướng dẫn cho những người khác nữa, cùng hướng dẫn nhau nhiệt tình vui vẻ và tận lực tận tâm. Cứ như thể qua thời gian tạo nên xóm gạo lứt thân thương. Trong thời gian đầu, những thực phẩm dưỡng sinh không có ở Bình Dương, phải xuống Thành phố Hồ Chí Minh mới mua được. Thời đó anh chỉ đi xe đạp, vậy mà có ai nhờ đi mua thực phẩm dưỡng sinh là anh đi ngay. Anh đi xe đạp từ sáng sớm và về lại đến nhà lúc mặt trời chuẩn bị lặn, không những đi một lần mà đi nhiều lần. Anh nói lúc đó đạp xe xa như vậy mà không biết mệt, mà còn phấn khởi nữa. Khi có sức khỏe tốt rồi thì làm việc gì cũng thích, nhất là giúp được người khác. Quãng đường từ xóm gạo lứt xuống Sài Gòn bây giờ phải mất 2 tiếng rưỡi đi bằng xe máy. Anh sẵn sàng chia sẻ phương pháp thực dưỡng cho bất kỳ ai, miễn là họ có tâm tìm hiểu nó. Anh nói còn sống còn chia sẻ, nguyện giúp đỡ chỉ dẫn cách ăn, cách nghỉ ngơi một cách tận tình chu đáo, không sẽ ảnh hưởng đến công việc. Anh nói ăn gạo lứt sạch sẽ, thay đổi tố chất nhanh. Tuy nhiên thời gian đầu là khó khăn, phải chiến đấu với cái thèm ăn. Chính cái thèm ăn làm mình dễ bỏ thực dưỡng. Không nên ăn no, không ăn phi thời, không ăn thực phẩm phi tự nhiên, dù lao động chân tay hay trí óc. Ăn suốt đời chứ không phải ăn hết bệnh rồi bỏ thực dưỡng. Thấy khỏe ăn phá giới, làm mất sức khỏe ngay. Anh nhắc đi nhắc lại bí quyết là ăn ít,
Anh khuyên là không nên làm việc quá sức, làm việc vừa sức thì dẻo dai lắm. Anh nói khi thay đổi chế độ ăn và ăn theo thực dưỡng, cô bác cố gắng chịu đựng trong thời gian đầu sẽ khó chịu về thể xác và chán nản về tinh thần. Đừng lo rồi sẽ qua đi nhanh, người sẽ khỏe ra và tinh thần cũng sẽ ăn vui, cảm thấy ngán ăn ít, thậm chí nhịn vài bữa cũng được. Còn nếu mà ăn mặn nên ăn cá, tép nhỏ không nên ăn thịt những loài lớn. Tránh thịt cá hoàn toàn thì tốt hơn, chỉ cần ăn cơm ít rau là đủ. Ngoài ra nên đọc sách thực dưỡng của tiên sinh Osawa, người sáng lập phương pháp thực dưỡng, nên nắm vững cơ sở lý luận, không nghiên cứu lý thuyết là thiếu sót lớn. Trao đổi kinh nghiệm với những cô bác đã ăn trước đó. Trao đổi kinh nghiệm với những người có kinh nghiệm sẽ rút ngắn thời gian nghiên cứu. Nhiều người không biết chữ thì nói chuyện trao đổi là phương tiện tốt. Anh nhấn mạnh mục đích của thực dưỡng là sống khỏe và sống vui. Hướng vào thực dưỡng ăn uống quân bình là tự nhiên, sẽ nảy sinh tình thương dù bị trái ý, không phải tình thương ủy mị, không hận thù đố kỵ. Tình thương rộng mở không phân biệt, hòa hợp với nhau dù ở lứa tuổi nào, quốc gia nào, đó là cây gốc của hòa bình. Tính tình của anh thay đổi từng ngày theo thời gian nhai gạo lứt. Anh nói những lúc người thân nói chướng tai, đó là lúc kiểm tra tính khí của mình. Vui nhất là kiểm soát được tính khí, không quá giận cũng không quá vui. Gặp người làm trái ý cứ nhẫn nhịn, không phải nhẫn để trả thù, cái tâm tự nhiên bảo thế. Chế độ ăn miệt mài hiện thời của anh là cơm lứt, tương miso tamari, rau củ thiên nhiên, một ít trái cây, uống trà bancha, trà gạo lứt. Anh không ăn thịt cá hơn 10 năm rồi. Kinh nghiệm cho anh biết là uống nước nhiều làm cơ thể nhanh mệt, uống ít làm cơ thể dẻo dai hơn. Cả gia đình anh đều ăn theo thực dưỡng. Anh có 2 người con gái 7 tuổi, con trai 3 tuổi. Anh biết được thực dưỡng giúp kiến tạo sức khỏe và phát triển trí tuệ nên áp dụng cho 2 người con theo. Anh nghĩ mọi người nên theo thực dưỡng. Cách sống thuận tự nhiên đảm bảo sức khỏe thể xác lẫn sức khỏe tinh thần, không dành riêng cho một cá nhân nào. Nếu được làm người ở kiếp sau, anh vẫn sống theo thực dưỡng, sống thuận trật tự vũ trụ. Ha ha ha,